Hello các bác, chào các bác quay trở lại với kênh Hải Long Song linh kiện DIY. Thì lửa tháng nay không lên video được. Một số bác hỏi thì lý do là thằng cu con nó đi nó được nghỉ hè lên là cho nó đi chơi mất mấy bữa. Với về thì em có nhận hai cái drop làm điện nước cho văn phòng á thì mất khoảng chục ngày thì mới xong. Thì hôm nay lại tiếp tục lên video ha. Thì đợt này hàng nó bị cấm công lên là hai tháng nay không có gì mới cả mới đi ra kho thì lấy thêm được một ít đồ nữa ha à, thì có ly ha Ly thì đây năm hôm nay có mẫu mới ha Đó, mẫu này thì nó không có hộp về hàng chưa có sử dụng đâu nhưng mà nó không có hộp lên là nó bị sức xước nhé ngoại hình thì 90 phần còn ly thì chưa có sử dụng như các bác mẫu này thì nó có cái tai này thì thích hợp cho anh em đi phượt ha rồi uh, cái chóa đèn, chóa chóa đèn Hàn Quốc thì đợt này nó nó cắt ra rồi. Nên nó cắt chóa với cắt dây ra ha. Đó. Có dây riêng với chóa riêng. Bác nào thích nên mua dây thì mua, mua chóa thì mua ha. Rồi uh, quạt. Quạt này là quạt uh, 12V uh, DC. Quạt này bảo lút nét ha. Quạt 8x8 /8 này tản nhiệt cho thiết bị ha. Đó. Rồi. Lấy uh, ly kia, ly. Ly kia thì đợt này lấy về được có khoảng... Uh, bảy tám cái nhưng mà nó chỉ có có hai cái màu màu trắng với cái màu xanh kia thì nhiều ha, còn cái màu hồng kia là chỉ có mấy chục cái, nó đó. Đó chỉ bây giờ nó chỉ còn có ba bốn màu rồi đó, ba bốn mẫu rồi đó, màu trắng, màu hồng với màu 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 xanh kia ha, mới lấy về luôn á thì mới xếp xếp theo phân phân màu phân mẫu rồi mới xếp lên trên này, Rồi thôi, bây giờ còn mấy cây búa này á. Đây cái này là cái dây dây ống chữa cháy. Dây ống chữa cháy thì cái này nó bị bục lên là cắt ra từng đoạn, một thì nó khoảng 5 m, 10 m, 15 mét gì đó ha. Bán thanh lý cho bác, bác nào về đấu lối thêm ha. Rồi, à, video à, số điện thoại mua hàng thì em để góc bên tay trái màn hình. Các bác có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho em, em sẽ lên đơn chọn đơn cho các bác ha. Bây giờ sẽ đi vào chi tiết từng uh, sản phẩm một nhé. Rồi, à, đầu tiên giới thiệu với các bác cái mẫu ly mới này đi ha Mới lấy về cùng với cái kia Nhưng mà cái loại này thì nó chỉ có khoảng 2-300 cái ly này thôi nhé Nó có hai màu 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 trắng này với màu uh, xanh này ha Thì hàng này là hàng uh, của châu Âu nha các bác uh, Nó có cái tai để cho các bác đi phượt này Cái này là y lốc lớp nha uh, inox Y lốc uh, giữ nóng giữ lạnh đều được cả ha Ly này gọi là ly giữ liệt uh, ly giữ nhiệt inox 2 lớp ha thì uh, cái này dung tích của nó là 350 ml ha hàng thì hàng chưa qua sử dụng đâu nhưng mà đi kho công bãi và nó không có hộp biết gì đâu nên là nó bị có bị xước qua ha đây có thể là nó bị xước nhẹ nhẹ thôi nhá. ngoại hình thì còn 90 phần trăm bao cho các bác là không móp méo không bị toát mồ hôi ha dung tích là 350 ml nó có hai màu này Ok ha cơ uh, giá là 55 000 một cái. Các bác mua từ 10 cái trở lên thì em bao ship ha. Số lượng có khoảng 2 300 cái thôi nhé. Dung tích là 350ml ha. Ờ uh, 55 000 một cái ha. Cho ghi ra đây đi. 5 15k. Ok ha, 55 000 một cái nhé. 10 cái thì em long bao ship. Dung tích là 350ml, hàng này hàng châu Âu ha. Uh, lá phong này các bác có thể tra tên thương hiệu lên này ha ao linh Tinh Aulin Ok ha rồi 55 ngàn một cái có hai màu màu xanh với màu trắng rồi tiếp theo nào À, cái mẫu này mẫu này thì uh, 450 ml ha hàng này thì của nhật nhé đây là có cái vỏ hộp này. Đó. vỏ hộp mà nó có thêm cái bọc này nữa thì nó sẽ không bị xước Đó. dung tích là 450 ml ha cái mẫu cái mẫu này gọi là cái mẫu con mực ha. nó để ở cái viền inox ở dưới và cái viền inox ở trên còn ở đây thì nó có sơn nhé dung tích là 450 ml uh, mẫu này thì uh, đồng giá là 65 ngàn một cái nhá. nó cái mẫu này này đồng giá 65 ngàn một cái đâu nó có nó có khoảng tầm hai chục cái thế à 65k ha hôm nay bán đồng giá hết mà 65k nhưng mà bác nào mà lấy mẫu con mực này thì uh, nhớ là lót cho em cái mẫu con mực ha đó nó có màu này này có hình con mực này. rồi tiếp theo là cái mẫu màu đỏ này nhé mẫu màu đỏ cũng 650 mm mẫu này thì à 450 mm đây này, nó có ghi đây này. Đó. thì hàng này cũng là của Nhật hết. Nhưng mà nó màu đỏ lè luôn, nó sơn từ trên xuống dưới luôn nhé Nên cái nào nó khác khác em bỏ ra. Đó. Ok ha. Hàng tất cả hàng em Long bán là mới chưa qua sử dụng nguyên hộp nhé Cái hàng này chỉ có em Long có thôi chứ không ai có đâu. Có bao nhiêu em Long ôm hết rồi. Ok ha cũng giá là 65 ngàn một cái cái màu đỏ này thì sẽ có, có khoảng chục cái thôi nhá cái mẫu màu đỏ này thì có khoảng chục cái gì đó ờ, hình như có mấy cái màu đen này cũng có màu đen này. đó ok ha đồng giá hết là 65 ngàn một cái ha 65 k ok ha cái nào mà nó đặc biệt thì em để ra đây ha rồi tiếp theo có có 5 cái 5 cái mẫu này thì đặt mẫu này mà mà ôm nó về nó không không có mẫu này thì giá là mẫu này được coi mẫu này là 350 trăm năm ha Để em coi xem nó có ghi dung tích không đây 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 ba trăm năm mươi OK mẫu này thì nó nhìn nó rất là đẹp luôn. Mẫu này mà có nhà có trẻ con hay là các bác uh, con gái, mẫu này con gái người ta thích. Nhìn nó rất là đẹp. Ha. Đó, ngoại hình thì chín năm phần trăm hàng chưa qua sử dụng đâu. Nhưng mà trong hộp với nó qua lắc lại thì có thể là nó bị hứa cái cạnh, nó có thể bị xước xước một chút xíu. Còn hàng thì hàng chưa qua sử dụng nhé. Có 5 cái thôi nhé. Thì uh, có ba cái màu một be này. Bán combo 5 cái này nhé mẫu này thì sẽ bán combo 5 cái. Hai này. Ba. Này. Có cái màu màu hồng này mà đẹp lắm. À, em giữ lại khoảng mười mấy cái rồi. Để cho mấy đứa cháu. Đó, con này này. Ok ha. Rồi dung tích là 350 ml rồi, bán combo 5 cái này luôn ha à, 5 cái này thì giá là 70 ngàn một cái 75 là 350 ngàn 5 cái ha bán combo hết 5 cái nhé chứ không bán lẻ cái này nó chỉ còn 5 cái thôi 1 2 3 4 5 thì ba cái màu này một cái màu hồng với một cái màu kem kem này. Ha. 70 ngàn một cái 75 300 rưỡi Ok ha cái mẫu đây mẫu đặc biệt 70 ngàn một cái nhé có 5 cái thôi. mẫu này trên thị trường không có luôn uống cà phê uống ấy thì quá là tuyệt vời rồi tiếp theo đây cái chóa đèn nhá cái chóa đèn này của Hàn Quốc cái chỗ này chắc có trăm cái đã nó cắt đang nhiên để dây mà nhưng nó cắt ra làm gì trời rồi cái chóa đèn ha chóa đèn này của Hàn Quốc đây nó có cái công tắc này đó, về các bác mua bóng các bác lắp vào đây thì ở đây thì dây nó cắt nó chừa ra rồi nhé rồi về các bác tướt tước dây ra các bác đấu vào rồi chóa đèn Hàn Quốc này thì các bác mua lẻ thì có giá là à, 25k trên một chiếc nhé hàng này hàng mới chưa qua sử dụng luôn nhé cái này thì nó bằng uh, thép xong rồi nó sơn tính điện ở ngoài nhé cái này thì bóp ra được này Đó. Đó, xong rồi xoáy cái bóng đuôi hai bảy vào đây này chân đồng hết ha rồi xong hai mươi năm ngàn một cái quá này nhé rồi tiếp theo là cái cái quạt này ha quạt này là quạt bầu uh, blue nét không chổi than ha quạt này chạy bền lắm nhé ở dưới kia dưới nhà em, em nắp ở cái UBS chạy uh, sáng ngày tối đêm mới chạy uh, 7 tám tháng nay rồi liên tục luôn ạ cái này nó ăn dòng có 0.08A ăn rất là thấp xài điện 12V DC ha hoặc bluetooth nét cái này thì uh, nó chưa xài đâu hàng new kho nó có bụi nhé hàng xài không các bác nhìn ở cái đầu cánh á chạy không nó sẽ có cái, cái cái, cái vết bụi ha còn hàng này thì chưa có xài đâu đó, hàng nêu kho thì nó sẽ có bụi như này. Đó. Đó. chưa có xài tới Ok, ở đây thì nó sẽ có một cái khung khung bằng thép để các bác thích thì các bác để không các bác tháo mà con ốc này có ra nhé. À, cái này thì kích thước là 8 x 8 cm ha. À, 8 vuông 8 x 8 cm. À, bề dày này thì là 3 xăng ha. 12 vuông. Cái này thì nó có 3 dây ha. Các bác đấu 2 dây thôi dây màu đen với dây màu đỏ dây màu đen cực âm dây màu đỏ cực dương dây trắng thì cắt bỏ ha rồi đây bán cho bác này bán kiểu thanh lý rồi à, bán combo 5 chiếc ha 5 chiếc là 75 ngàn ha 10 chiếc là combo 10 chiếc là 140 thì uh, em bao ship ha ok ha còn một thùng này chắc khoảng 200 cái này ok rồi à uh rồi uh, tiếp theo giới thiệu với các bác là quạt bờ lốt led không chổi than ha quạt này thì nó lắp trong cái uh, uh, mấy cái máy lạnh tủ lạnh của thằng samsung ấy ha thì đợt này em long về được một uh, ngàn cái nên là giá rất là tốt ha mới lấy về một hai hôm nay ha thì hôm nay mới uh, chỗ này là mới bỏ ra một bao để quay video cho các bác này ha. đó mỗi bao này là hơn trăm cái một cái một bao đó Ở đây này. đó Ở đây nữa nè Ok ha, nên đợt này về số lượng nhiều nên giá tốt nhé Rồi, cái này thì cho các bác về làm quạt hút mùi này, quạt thông gió này, quạt uh, mát trên máy xe tải này, hoặc là máy cày này, ha. hoặc là làm quạt hồ cá này, vì cái quạt này nó chạy rất là êm. Kích thước thì uh, cũng uh, dễ chế cháo nhé, kích thước là 20 xăng này. 20 xăng này ha. Bề dày của nó này là 3 xăng này ha. Phần uh, cánh là 17 nhá. Được cánh cánh là 17 ha. Rồi, quạt này là quạt blowless uh, 5 cánh. Ok ha. Chạy rất là êm nhá. Đây. Quạt này thì nó ăn dòng là 0.11A ha, ăn dòng 0.11A ha, 12V. Thì cái loại này thì mình chỉ chạy 12 tới 13V ha, quá là nó cháy nhá và các bác lưu ý là cấp là cấp đúng cực giúp em ha đây em có cắt dây ra một cái cho các bác coi rồi, ha thì ở đây nó sẽ có ba dây á, thì mình chỉ đấu hai dây thôi cái dây màu đen là cực âm nhớ nhá dây màu đen là cực âm dây màu đỏ này là cực dương còn dây trắng là mình cắt bỏ ha đó mình cứ đấu vào là nó chạy mắc tốc độ nhá ok ha nhớ là đấu đúng cực như vậy nhá đấu ngược cực một cái là cái mạch này nó cháy nhá mạch nó cháy là, là, là nó hỏng luôn đó ha rồi kích thước thì đo rồi nhé giờ báo giá cho các bác này giá cả thì rất là ok ha lần này về số lượng nhiều lên là giá rất là ok ha thì các bác mua lẻ một cái là 60.000 cộng thêm 20.000 tiền ship nhé các bác mua combo 3 cái là 170.000 em bao ship này combo 5 cái là 270.000 em bao ship này combo 10 cái là 500.000 em bao ship này ha Ngoài ra thì em có đặt thêm cái nguồn 12V này ha Có đặt thêm cái nguồn 12V này để bán kèm cho các bác Một số bác hỏi em có bán nguồn 12V không Thì, thì đợt trước thì không có nhưng mà đợt này là mới nhập về nhé ờ, Nhập về khoảng trăm mấy chục cái, hai trăm cái Bỏ ra đây có một ít thôi Thì mỗi một cái nguồn như các bạn ờ, mỗi một cái cục nguồn 12V này thì là 12V 1.5A Nó lắp cho mấy cái uh, camera ha. Lên là các bác một cái cục nguồn này các bác có thể chạy cho năm cái quạt này nhé, một cục nguồn này chạy cho năm cái quạt này, Lui được năm cái quạt này luôn ha. Đó, thì một cục nguồn này em sẽ tặng thêm cho các bác một cái rắc uh, DC này, Đó, các bác cắm vào đây. rồi cái cái dây, các bác có để ý nhé, là cái dây màu đen này, thì các bác đấu vào cái dây màu đen của cái quạt. Này, dây màu đen này, đấy đấu vào dây màu đen của cái quạt. dây màu đỏ thì đấu vào cái, cái dây màu đỏ của cái quạt. rồi cắm vào nguồn điện 220 là nó chạy nhé. Ok Thì uh, Một cục nguồn với cả một cái rắc DC này Thì em bán cho các bác với giá là 50 ngàn Một bộ ha 50k một bộ nhé 50k Đó. Ok ha Một nguồn một cái rắc DC này Thì các bác có thể mua kẹp nhé Bác nào mà nhà có nguồn rồi thì, thì, thôi Còn chưa có thì mua cục nguồn này ha. Có 50 ngàn thôi Và một cục nguồn này thì chạy cho 5 cái quạt ha Cho 5 cái quạt đây đây, em đang cắm nè em đang cắm có ba cái này ha chạy mầm nhé đó, ok chạy em du luôn nhé đó, đây, em đang cắm đó thì các bác cứ đấu năm cái quạt thì các bác cứ gom hết năm cái dây màu đỏ đấu lại với nhau năm cái dây màu đen đấu lại với nhau xong rồi các bác đấu dây màu đỏ dây màu đen vào cái rắc dc rồi các bác cấp, cấp nguồn là được ha rồi cái này làm quạt thổi quạt mát thì ok nó chạy nó không có tiếng ồn nhé cái này nó hôm bữa trời nó nóng quá đó Thế em phải phải, phải lắp ba cái này xong em để sát cái chỗ em ngồi làm việc này. rồi ok ha rồi à. tiếp theo dây điện ha dây điện này là cái dây điện của thằng hàn quốc cái chóa đèn hàn quốc đây kìa bên 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 kho bãi nó nhập về thì chắc là có kiểu hàng nhập về theo kiểu hàng kho bãi ấy thì nó phải cắt dây ra ha đó dây này thì uh, có có mấy sợi em thấy có mấy sợi 20 mươi mét này đi sợi này sợi 20 mươi mét này. sợi này sợi 10 mét này ok ha như năm ngoái uh, đầu năm ngoái nó về một đợt rồi hôm nay nó về thêm một đợt nữa dây này là một sợi này là 10 mét nhá sợi 10 mét dây ở đây nó có cắm nó sẵn một cái ổ đầu kích tròn đây rồi dây thì là dây đồng hết ha dây nói đồng hết ha dây ba uh, da một da màu vàng này một da màu trắng này với một uh, da bọc cái dây này ha cái lõi dây của nó dây đồng uh, 0.75 mm vuông một sợi ha dây đồng 0.75 mm vuông thì uh, thích hợp cho các bác lắp nguồn từ 1.500 w trở xuống ha 1.500 w trở xuống ok ha một sợi này là 10 mét nhé đây nó có ghi thông số này của bên Sanjin Hàn Quốc ha. 0.75 nhân 2. Ok, điện áp này 300 tới 500 V ha. Là nó cắt ở mấy cái trái kia kìa. Ok, cốc này chắc cũng khoảng tầm 7 chục cuộn thôi. Cái chóe kia thì nhiều hơn, còn cái dây này thì chỉ có 7 chục cuộn thôi ha. Thì uh, một sợi như thế này thì giá là 95 000 nha các bác. Uh, 95k một cuộn 10 m ha. Cái này uh, vào đâu đây ghi ra đây ha 95k trên cuộn ha 95k trên một cuộn 10m ha rồi cuộn 20m này thì uh, 20 mét 20m cuộn này 20m 20m có 3 cuộn này 20m này em có 3 cuộn thì 100 trăm 8.000 180 ngàn một cuộn 20 mét ha 180.000 ngàn. 180.000 ngàn một cuộn 20m này ha 20m có 3 cuộn thôi nhá còn cuộn 10 mét thì 95.000 ha rồi ly ha Thì uh, ly giữ nhiệt thì đợt này là hết rồi nhé đây uh, đợt này đang vào hè rồi nên là 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 uh, lấy thêm được một ít nữa thì số lượng nó có khoảng tầm uh, 500 đến 600ly nữa là hết rồi à, uh, đợt này thì nó chỉ còn có mấy mẫu thôi nhé Lấy về nó chỉ có mấy mẫu thôi Mẫu màu xanh này Đó. Tất cả là ly ly em long bán là ly mới nguyên hộp ha Dung tích là 450ml ha Nguyên hộp như thế này ngoại hình thì uh, 9597 95-97% Do là lưu kho lên là nó có bụi Với thứ hai nữa là trong quá trình vận chuyển ấy Thì nó lắc qua lắc lại thì cái đít này này nó sẽ cọ vào dưới cái dưới cái cạnh hộp ấy có thể nó bị sức nhẹ nhé thì 95 97 phần trăm thì có màu này này màu trắng này Đó, màu trắng hình con ngựa này. Đó, màu trắng này hoặc màu trắng hoa anh đào Đó, màu trắng hoa anh đào ok ha màu, màu 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 tím màu tím này thì nó sẽ có để cái viền inox trên Đó. tất cả là hàng mới chưa qua sử dụng nguyên hộp ha rồi cái màu hồng này này. Có màu hồng. Màu hồng này này. Ok. thì có cái màu trắng bò sữa này. Đó. Trắng hồng. Rồi thôi. Thì nó chỉ còn 1, 2, 3, 4, 5 màu thôi nhé. 5 mẫu thôi ha. Rồi dung tích là 450ml ha. Ok. Đợt này thì bán uh, giá đây cho các bác đây giá ghi đây rồi nhé uh, các bác uh, mua lẻ một cái là 65 ngàn ha đồng giá là 65 ngàn hết ha rồi các bác mua từ combo từ 5 cái trở lên thì 325 ngàn 5 cái em sẽ bao ship cho các bác ha 5 cái là 325 ngàn em bao ship ha các bác mua 10 cái 10 cái là 650 ngàn các bác mua 10 cái là 650 ngàn và em tặng thêm em vừa bao ship và em tặng thêm cho các bác một cái ly nó nó nó, nó cái hộp nó bị rách á đây này em có để ra này còn đó chắc còn một ít thôi đây ha đó. do là cái uh, hộp nó bị 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 rách hộp á nên là nó bị sước xước một chút xíu ha còn ly thì cũng là ly mới chưa xài nhé, thì tặng cho các bác thêm một cái thì số lượng nó không có nhiều nhưng tặng hết cái ly trước rồi thì thôi là sẽ không tặng nữa nhé. ok số lượng có khoảng ba bốn chục cái rồi ha rồi uh, tiếp theo đây này búa này thì em còn có mấy cái thế này búa này là búa tạ của thằng đề vua ha búa này là hai ký à đâu búa này là một ký sáu tất cả hàng mới chưa xài luôn nhé cái này là một ký sáu sẽ có một cái đầu tròn này một đầu bằng này một cái đầu gùi cho anh em đập phá đó. búa này thì quá xịn luôn rồi rồi cái này là bố này là bố này 2 kg 2 24 IBS là 2 kg 2, 2, 2 thì sẽ có một cái đầu nhọn này và một cái đầu bằng này cho anh em đọc rồi cái này nặng 2kg 2 cán dài uh, uh, 38 39 xăng gì đó ha. rồi bố này thì uh, đồng giá là 220.000 ngàn một cái em bao ship ha 220.000 một cái em bao ship luôn cho các bác nhé còn hai cái thôi bữa có mười mấy cái là bán thanh lý hết rồi mươi k mấy con búa tạ 5 kg kia cũng bán hết rồi rồi còn có mấy cái thôi bán thanh lý luôn rồi tiếp theo cái này là búa rìu búa rìu của thằng hút kia ha 22 22 OZ cán này cán đúc nguyên khối luôn nhá hàng này hàng chưa xài luôn á cái lưỡi này về các bác muốn sắc thì các bác mài thêm ha có những cái con này, em em có có mài thêm cho các bác rồi Ok thì uh, búa này thì uh, búa búa rìu này thì sẽ có giá là 250 000 một cái bao ship luôn cho các bác còn có 3 4 cái thôi. 250k. Chứ 1 uh, 2 năm trước mà các bác mua một con này em bán tới 350 000 cơ. Rồi. Ok ha cái chỗ này để cho các bác đóng đinh này hoặc là đập này. Này là bổ củi chặt cây này. Đó, ok. Búa này thì nặng 1 kg nha, cán dài 40, nặng 1 kg hoặc là mấy con này em đã mài qua rồi nè, cái lưỡi là lên xét để em mài qua cho các bác. Này. Đó. OK không Hàng thì hàng chưa xài luôn, Đó, như con này, mài sắc lắm, rồi. về là xài đây. OK ha, rồi cái, cái 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 uh, sạc cây, sạc cây còn có hai, bốn, sáu, bảy cây của thằng hút hôn nhé còn còn hút kia mi bán hết rồi còn có 7 cây hút kỳ thôi rồi cái búa này thì xà cây này thì có giá là 60.000 một cây nhá 60k ok 60 000 còn có 7 cây thôi bán thanh lý cho các bác vừa trước cũng bán trăm trăm một trăm hai một một cây đó còn có mấy cây thôi <laughs> hết rồi rồi rồi, tiếp theo, ở à, đây có mấy cái hộp số của thằng, thằng, thằng ấy này, bác nào lấy thì uh, em bán thanh lý cho các bác nhé, có 2, 4, 6, 8, 10 cái hộp số ha, Đó. hộp số này là cái hộp số uh, tỷ lệ uh, 110 ha, thì uh, cái motor của các bác quay 1,000 vòng, thì cái hộp số này nó sẽ uh, giảm xuống còn có 10 vòng ha, ra cái trục này là 10 vòng này rồi cái, cái này nó cho mấy cái motor chế làm cái motor giảm tốc đấy ha Thì hộp số của các bác sẽ có bánh răng các bác nhét trong này Có cái, cái đầu trục á Có cái đầu trục sắn á các bác nhét vào đây Là ok ha Trong này có hộp số bánh răng rồi Đấy các bác nhìn quay này Nhìn trong nó đen xỉ Rồi hàng này của Lilux Đài Loan ha Thì cái mẫu Lilux này là bán hết rồi Bây giờ nó đông về cái mẫu GT Motor cơ Ok thì hộp số này thì em có 10 cái nhá à, uh, 10 cái này bán cho các bác là 100 ngàn 10 cái đi về các bác uh, chế vào mấy cái motor lý lúc uh, quay gà quay vịt đó hoặc là các bác có mấy cái motor mà nó có cái đầu trục các bác nhé được uh, 100k trên 10 chiếc ha Ok chào cho các bác thì nó như thế này lý lúc ha tất cả là vỏ nhôm trong bánh răng thì bằng thép ha. Tỷ lệ 1 ha. 1.000 vòng thì nó ra uh, uh, 10 vòng. Motor quay 1.000 vòng thì nó sẽ ra là 10 vòng cái đầu trục này. Đó. Còn có 10 cái hộp số. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo thì uh, hiện tại thì cái này là mấy cái uh, ống cứu hỏa phi 40 ấy mà nó bị uh, rách cái đầu để em cắt ra nha. Mấy cái đầu kia thì cắt bán cho các bác hết rồi, Bây giờ nó chỉ còn cái đầu dây thôi. thì có cuộn thì nó dài cơ khoảng 10 mét như cái cuộn này dài 10 mét, ống phi 40 ha. có cái sợi này có những cái sợi dài 45 năm mét gì đó. đó. đây những cái sợi này nó cũng có bị bục chỗ này này. cái này là không phải bị bị bục trong quá trình sử dụng đâu, mà lúc mà em đi xem hàng á, em lấy cái dao dọc giấy em dọc ở cái 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 cái, cái bánh á, thế là dọc mẹ nó vào dây, nick lấy về nhìn, 6-7 cuộn vết ra đọc nó dọc thì mấy cái, cái cái cuộn như thế này á, thì chắc phải nối các bác nối lại thì nó phải vào được khoảng 3 bốn chục mét nhá dài lắm cứ một sợi này dài 5 m 10 mét gì đó chỗ nào mà nó bị rách này em cắt ra rồi còn như này được 2 mét cho cái này bán thanh lý cho các bác nhá cái này bán thanh lý cho các bác nguyên một đống này luôn chắc phải tầm 3 bốn chục mét gì đó các bác về các bác lối lại ha Uh, 100k em bao ship luôn 100 ngàn em bao ship luôn cho các bác chứ bán 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 cho mấy cô đồng hát thì chả được mấy đồng ok ha rồi Số này phải ba bốn chục mét đó nhé nguyên một thùng rồi đó ok rồi bây giờ là sẽ đi đi xuống xuống dưới kia em còn mới lấy về thêm được Ờ mô tơ mô tơ mô tơ thì bên 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 uh, bên kho người ta không cho gửi nữa rồi uh, than quá hai tháng hơn gần 3 tháng nay là công nhật nó không có nó không không có ra được lên là kêu em ra lấy để nó trả mặt bằng mặt bằng bây giờ nó thôi tháng bốn chục đến năm chục triệu một tháng mà mấy tháng nay không có hàng rồi nên nó trả mặt bằng là uh, lấy về mô tô lấy về rồi đang để dưới nhà để tí nữa sắp được quay tiếp vì uh, cb cb trúng giật hàn quốc cb trúng giật hàn quốc thì có khoảng tầm uh, cuối tuần này sẽ sẽ lấy về được khoảng tầm hai ba ngàn hai ba ngàn con nữa sẽ lên video tiếp ha rồi uh, mới lấy về được ít uh, mô tô đôi của bên dự án tưới tiêu uh, về được sáu bảy chục con thì đó để xuống sắp uh, quay video tiếp ha còn hôm nay uh, quay cái video hành ngắn ngắn này thôi ok ha thì uh, số điện thoại mua hàng em để góc bên tay trái màn hình các bác có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho em em sẽ lên đơn chốt đơn cho các bác ha rồi à bên kia bên kia còn còn mua quạt 12 v ni đếch để em em quay ngắn để em chèn vào đây nhé rồi ok ha đó ly chỉ còn tương đây là vào hè rồi bán vèo cái là hết thôi ok